Hello các bác nhá. Đây mình thử các bác một chiếc nắp bệt vệ sinh của hãng Panasonic các bác nhá. Hàng nhập máy điện 100V nhá. Đây là cái bộ đế cài và ốc lắp này, đây là dây cấp nước. Cái này thì bên em hay gọi nó là Panasonic tay mỏng. Đó, đời rất là cao, 2016 này. Đây, mã nó là DL-EGX10. Có chức năng là sưởi ấm chỗ ngồi, nó sẽ sưởi ấm cái vành này. Đó, và sẽ rửa vệ sinh, rửa nước nóng. Stop này, rửa vệ sinh chung, vệ sinh phụ nữ. Nhấn 2 lần sẽ là rửa massage. Hai nút này tăng giảm áp lực nước này. Cái này là cái đặt nước nóng này, đấm chỗ ngồi. Đó, nó có 3 cái đèn đây đấy, sẽ báo hiệu cho mình nhé. Đây là nút tiết kiệm điện là thôi. Đấy, rất đẹp. Chiếc này thì bên em đang bán giá là 2,8 triệu các bác nhé. Zin nguyên bản hết. Đẹp, len keng. Đó, còn sơ sát nhẹ nhẹ thì không thể tránh được. Đấy, không quan tâm thì alo bên em.